Vâng, em xin chào tất cả các bác. Đây là cặp loa cổ của Pioneer, được rất là nhiều các bác mình chơi bên cối hay là nghe nhạc Bre 75, gọi là như nghe nhạc mà hồi xưa quá. Thì đó là cặp trước mắt các bác, là cặp bec võng Pioneer CS77AFB. Cặp này thì giá là 21 triệu. Loa đẹp xuất sắc nha các bác, tất cả zin đét và thùng vách đẹp keng, đạt tiêu chí các bác vừa nghe vừa trưng bày. Phối ghép với những em này thì các bác chơi đèn hay là chơi những dòng âm ly càng cổ càng hay, có nghĩa là ở cái thời kỳ mà xuất âm tụ hay là xuất âm biến thế, như những con receiver, những dòng âm đi đài, vân vân. Không cần công suất lớn các bác, chỉ cần vài chục watt cho đến là 100-200 watt là ghi với cặp này cực kỳ hay rồi. Tiếng những dòng loa này nó cho ra âm thanh rất là mộc mạc, đặc biệt là những tiếng gõ của những dụng cụ hồi xưa, âm thanh và những lời ca sĩ nó thể hiện rất là chất giọng, nó dày và nó mộc. Giá bao gồm phí ship là 21 triệu nha các bác. Lo đẹp xuất sắc cái nha. Em sẽ tháo cái keng. Bát 30, một mic, một chép giấy và một siêu chép kèn 3 lỗ. 3 hẹo. Đây là phía trước, khi mở cái keng các bác sẽ thấy được là một cái bát 30. Gân vải, tất cả là gân zin hết nha các bác. Dòng này là cổ là gân zin hết nha. Em có điện thoại một tí. Màng FB nha các bác, nó là một chiếc kèn 3 lỗ, 3 họng này. Một cái chiếc giấy này, một cái lo mic này. Rất là đẹp nha. Một bát 30 nha các bác, bát 30 nha, màng FB. Rồi sau đây em que thùng vách này. Mọi chi tiết mua xem sản phẩm các bác cứ alo cho em nha. Cái gì về em cũng được que cho các bác cùng xem độ đẹp và chi tiết sản phẩm. Các bác ở xa có thể tham khảo và khi nào cần sản phẩm nào thì cứ alo cho em nha. Đây là cạnh phía bên tay phải. Quang gỗ rất là đẹp. Rồi đi đến là cạnh bên tay trái. Đối với những cặp này, nếu các bác đang có những con Sansui 2000A này, 1000X, 4000 và những dòng 5000A, 2000X vân vân. Đó là nói với những dòng Sansui hoặc là những dòng Omni khác, là những dòng receiver các bác. Đây là cạnh trái nha các bác. Đây là tổng quan của cạnh trái. Rồi sau đây là phía sau của nó đã có trạm loa và cái thông tin của loa. Và hai vi tinh chỉnh cho dãy mic và dãy trep, hai cái trạm loa, cái hiệu là xanh với màu đen. Đấy. CS77A 65W 8 ohm mặt da băng. 65W là các bác còn nghi vô tư rồi. Vì tai chúng ta nghi nhạc vàng thì dao động có 20W là đã nghi là đủ ok rồi. Đẹp xuất sắc nha, vô thành xuất cả nha các. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Bác nào chốt cặp này thì alo cho em và nhớ đăng ký kênh ủng hộ kênh của em nha. Và để theo dõi liên tục những sản phẩm hàng về, ngày nào cũng có hàng về cũng như là sản phẩm mới để phục vụ các bác nha. Vâng, em xin chào tất cả các bác. Đây là cặp Boss 363 thứ hai, cũng là cặp cuối cùng của tháng này. Đây là phần phía sau trạm loa thì có ký hiệu là cộng trừ, nghĩa là âm dương. Còn phần đây là trạm nối lên loa mic đấy, còn loa chép, loa bass nằm dưới nha các bác. Cặp này thì 4010 rất là đẹp nha. Toàn là loa tiếng về, tất cả là zin đét từ chân chén cho bác, đặc biệt là những cặp Boss 363 về là còn nguyên cả chén đinh phía dưới chân loa nha. Nó rất là đẹp và rất là mới, đạt hết tất cả tiêu chí các bác sưu tầm. Một cặp vừa rồi về cách đây 2 ngày thì cũng đã có bác chủ chốt rồi, cũng đẹp như thế này luôn, gọi là long lanh luôn nha các bác. Rồi sau đây em mời các bác cùng xem chi tiết nha. Giá của cặp này là 21 triệu bao gồm phí ship. Đây là dòng Boss 363, là dòng nghe nhạc hi-fi của Boss nha các bác. Boss sản xuất ra để chuyên nghe nhạc nha.
Vâng, và đây là phía trước của em nó. Khi em nó đẩy đẩy căng thì các bác sẽ thấy sự lịch lãm và sang trọng nha. Từ đế chân cho đến là thùng vách, nó sử dụng là vật liệu là một lớp đá hoa cương cực kỳ đẹp nha. Giả đá hoa cương kiểu văn đá đó các bác, rất là sang luôn. Đẹp long lanh cành đào nha các bác. Bác nào yêu thích thì alo cho em. Đợt này về hai cặp, cặp này cặp cuối trong tháng này nha. Cặp đầu tiên thì lên đường rồi, còn cặp này thì bác nào chốt thì alo cho em liền. Giá 21 triệu bao gồm phí ship. Đối tác của nó là những dòng ly âm ly nghi nhạc có công suất 100W trở lên. Đời nông xanh xui marang, aquafi vân vân. Nếu các bác chơi đời nông thì chơi những dòng mà 1500R, 1500R 25 mã hoặc là những dòng đời cổ có âm thanh low net. Cấu hình của loa 363 này nó sẽ là một bass 20 nằm bên trong, đánh ra hồi hai lỗ này cũng kiểu như là 701 các bác, nó nằm bên trong, và một mic một chép đom lụa nha các bác. Dòng này là sử dụng đom lụa nên là dây chép rất là mượt mịn màng, mượt mà. Đây đom lụa các bác, nguyên cục xốp còn nguyên bên trong nha. Từ em tháo cái căng coi các cùng xem. Đẹp thiếu thùng xốp nha. Bác nào chốt thì cứ alo cho em trực tiếp qua hai số điện thoại trên. Chiên khoản đủ thì em bớt qua 300. Còn cọc tiền thì cọc 2 triệu vẫn giá 21 nha, bác bao ship nha. Đấy. Còn nguyên cục mút bên trong này. Một cái bát bên trong nó ấp ngược xuống nhà này, quấn tiếng giải bát và giải trầm tiếng lời ra phía chỗ hai lỗ thông hơi nha. Và một mic, một chép đom lụa. Đấy, bác nào mình sưu tầm cặp này thì alo cho em nha. Hàng đẹp cứng cửa luôn cho các bác nha. Rồi liên hệ cho em chính qua hai số điện thoại 0978338142 hoặc là 0965770227, em giao hàng và ship hàng toàn quốc cho tất cả các bác.